Tiếp tục làm việc anh chị. Nay đổi nghề bốc vác này anh chị ơi. Hôm nay em lên cho anh chị mình cái kho xưởng nha. Xe tải vào tới nơi luôn ha. Đây. Bao này 50 kg hả anh? Vâng, 50 kg. Ui ơi, 50 kg. Tính ra vẫn còn vác được anh chị ạ. Đây, xe tải 2,5 tấn. Nhưng mà anh bác tài đấy, bác nói là đường này là xe tải 5 tấn vào được anh chị nha. Mình còn dư bên đây mà quý chị ha. Đó, đường thông anh chị nha. Tặng kèm cho anh chị mình cái kho xưởng này quý chị nha. 2,45 tỏi thôi. Nhưng mà vị trí rất đẹp luôn quý chị. Phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đó, anh chị nghe tới phường Tân Đông Hiệp là anh chị mê rồi nha. Gần chợ Tân Long. À, cho đây ra chợ Tân Long chỉ có 500 mét thôi anh chị ạ. 100 mét vuông mà chỉ có 2,45 tỏi. Mà mình còn nói chuyện sổ hồng riêng anh chị nha. Tất cả bất động sản em Hải review là sổ hồng riêng. Anh chị nào mà đang cần một cái kho nhỏ nhỏ ha để mình để hàng hoặc cho thuê quý chị nha, vào việc đi quý chị ha. Cái này là đất tặng kèm kho cho anh chị mình luôn. Đó, tặng kèm cho anh chị mình cái kho này ha. Đang để hàng quá trời luôn, đẹp không quý chị? Ngang 5 dài 20 là 100 mét đâu quý chị ha. Đó, mình làm kho là xe tải nó phải vào ra được quý chị nha. Đường thì đường đá nhưng mà đường thông hai đầu quý chị ha. 100 mét vuông có 89 mét thổ cư rồi anh chị nha. Hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị mình luôn. 2,45 tỏi. Là còn nói chuyện anh chị nhá. Quan trọng nhất là có phù hợp hay không ha. Gần chợ Tân Long 500m, ra Vincom Di An 1,5 km. Đường thì đường thông ha. Và anh chị lưu ý giúp em, đây là phường Tân Đông Hiệp, cực kỳ hời luôn. Em xin cảm ơn.